Hello, xin chào mọi người nha. Nhiều người cứ hỏi là mình là nuôi chim phượng hoàng đất, nuôi mấy con chim này thì cho nó ăn gì. Đây mình sẽ cho mọi người xem nó ăn gì. Đây, đây là mấy con chim phượng hoàng đất của mình. Ôi trời ơi, bay cả đây. Đây là mình nuôi 4 con nữa. Video ở trước thì mình đi bắt ấy, tổ 5 con mình bắt 4 con. Đó, ăn định là ăn dễ lắm mọi người. Nó bay ác rồi. Này đợi ăn. Đây mình cho nó ăn dế nhá mọi người nhá. Đây mình nuôi dế. Đây là mấy thùng dế này. Mấy chim. Giờ mấy thùng dế mình nuôi nhá. Mình nuôi mình bắt cho nó ăn. Mình nuôi cứ thải thôi. Chưa làm một lần. Cho tí nước vào cho dế dễ nhảy. Đây, mấy chim này đơn giản mình cần cho ăn cám gà này. Cám gà con ấy. Thế này là ăn nè, cái quá là khổ khăn. Cái dòng chim này là nó hay ăn tạp lắm mọi người ạ. Ăn tạp là cái gì nó ăn? Những cái con dế này, nhái này, chấu này, thịt này, cái này nó ăn thịt, ăn cám gà, mình cho ăn cám gà đấy, ăn tạp đấy, cho ăn dế thì uống nước như này, cho nó kiểu cho nó, mình uống nước như này cho nó ăn thì mình không phải cho uống nước nữa, vừa ăn vừa uống luôn, như này dễ, ăn hai con dế thì no. Ỉa rồi. Ăn là ỉa. Ok. Mình cho ăn này nhưng mà như là ăn cả. Đây là phân lằn này, phân lằn mình băm đấy. Phân lằn nó chui vào cái chuồng dế nó ăn dế thôi. Mình bắt luôn, mình băm nhỏ cho nó ăn. Ăn lằn này, thạch sùng này. Đồ vật này, con này nó ăn tạp lắm rồi. Con gì ngọ nguậy là nó chén hết. Ăn lằn, thạch sùng này, cá này. Cá này, tôm này. Đấy. Ăn này nó nó gà con ăn. Mình đang cho ăn thằn lằn nhé. Thằn thằn lằn mình lấy ra mình băm nhỏ ra ấy. Mình cho ăn cám gà này, cám gà trộn. Con này cái gì nó ăn được. Mình nuôi chim thì đa số là sống là 99% mình ăn cho liên ăn liên tục cứ đói là ăn. Đấy. Chịu khó chăm nó khoảng độ 10 ngày thì nó biết tự mổ thì cái đấy nó nhàn tuyệt lắm mọi người. Kiểu là nó biết bay đấy, mình nuôi từ cái ngày cái lông này nó chưa nở ra cơ mà đấy nó giờ nó khoái bay rồi. Đi làm tổ mình sẽ nuôi AV mấy con này. Tắm à, muốn tắm à hả? Cho chậu nước tắm nhá. Đây đây, tắm đây, nhảy vào tắm đây. Mình nuôi mình cứ để vào cái rổ thôi.
nuôi từ bé nó lớn này. Để ăn cám ăn đây con nóc nóc này, con thạch sùng này, thạch sùng này lại cống lắm. Thạch sùng từ đây chui ra đến ra chén, ra chén chén quá em không bắt được. Mình nuôi chim đây là trào màu đá này, à trào màu núi, trào màu núi cũng ăn cám gà luôn. Khổ thân nhỉ. Chim này, chim trào màu núi này, trào màu đá, trào màu núi. Con này biết tự mổ rồi nha mọi người nhé, nhưng mà mình thích đút này cho nó, đút cho nó ăn thì kiểu nó dạng người ấy. Còn con chim, có một con chim khuyên bên kia kìa, thì mình không hay nghịch nó, cho nên là mình không hay nghịch nó nên là nó nhát ạ. Cho nào, chắc con này con đực rồi, không rõ. Con chim kia tắm rồi. Đây là gà trọi nhé, gà trọi, như gà trọi này. Cái lồng chim nhỏ nhỏ này là ngày trước là mình nuôi mấy cái con trào màu đá với cái con chim khuyên ấy, là mình đi làm đâu là mình nhốt nó vào đây, mình mang theo luôn. Để thỉnh thoảng cho ăn, 10-15 phút lại cho ăn một lần. Là mình nuôi dế này. Đó, mình nuôi dế này. Con nào nó lớn thì mình bắt ra mình cho chim ăn, cho gà, người ăn cũng được, người ăn uống bia, giang lưng uống bia ngon lắm. Chào màu là nó hay bay, mình cắt một cánh nó đi, bay kinh lắm. Mình cho ăn mình toàn hay quên đóng cửa lồng, toàn bay ra ngoài, nó không bay xa đâu, nó chỉ quanh mấy chỗ này thôi. Chạy quanh nhà đây, sang đây đây, nó biết bay cho nên nó không thích ở tổ nữa. Con này chắc là con lớn nhất này, chán ở tổ rồi. Chạy quanh nhà cứ thích lên chỗ cao đứng đó, con này đấy. Chỗ là cao nhất nó đứng thì nó lại nhảy lên top trên kia rồi. Mày lên mày mèo nó vồ chết mày. Đây mình nuôi con chim khuyên này. Khuyên này mình nuôi từ bé luôn nhá. À, kiểu lâu mình không sờ nó. Nó nhát lắm. Mày nhát thế. Mình không hay nghịch, không hay sờ nó nhát lắm. Thỉnh thoảng mọi người cho ăn, mình sờ vuốt ve nó mà. Thì nó không nhát. Nào đây. Mình bay đâu này. Đang tìm chỗ để bay này. Đấy. Thôi, không bay nữa. Tan tình. Bay đâu, muốn bay đâu. Biết bay rồi, oai à. Muốn bay, biết bay không thèm ở tổ nữa. Thôi. Nó nhìn trên lên mái nhà nó bay đấy, không đùa đâu con này. Này. Mấy em này. Mấy em ăn no ngủ kỹ này. Một mình mới bay đi đâu. Đấy, cứ xem đấy. Xem chỗ để bay đấy. Con này trong một tuần nữa thì bay quanh làng. Đấy. Đấy cái lắm. Rồi, kệ nó, tí nữa kiếm cái lồng nhốt. Cái lồng to nhốt. À, em chào bao. Ăn no chưa? À, cho ăn thêm nào. Đây, con này. Con này nó tự biết tự mổ rồi. Mình cho cám ở đây này, mình nuôi toàn nuôi cám gà rồi. Nó biết tự mổ rồi nên là mình cũng không cho ăn nhiều lắm. Mình chỉ thỉnh thoảng mình cho ăn cho nó kiểu nó quen người thôi. Không như con chim khuyên kia nó nhát lắm.
nhà mình nuôi nhiều lắm, dế này, gà, vịt, lợn, dưới vườn nữa, dưới vườn mình nuôi nhiều dế, dưới vườn, tìm cái lồng nhốt cái chim này vào, con này bay thật ạ. May may nhà không có mèo mình mới thả được này đấy. Đó mà có mèo thì mày xong lâu em ạ nha, có mèo thì mày xong rồi. 3-4 con ăn no ngủ kỹ một mình cứ nhảy. Kiểu gì con này nhìn nó nghịch lắm. Đây kiếm chỗ để bay bay giỏi nha, bay giỏi đấy. Rồi mình bắt về cái lông nó vừa như nú nở một tí, nuôi được một tuần rồi, được từng này đây, bay lên cái thùng phi bay nè, bay giỏi bay rồi, chả được cái tính sự gì. Còn xanh mà non lắm em ơi, bay thế thì chỉ có đập đầu thôi. Mới tập bay thôi, xanh và non lắm em ạ nha, tuần nữa nha, tuần nữa thì bị anh nhốt rồi nha, nha, tuần nữa thì bị anh nhốt vào lồng rồi, giờ anh thả thôi, thả nó bay cho nhảy cho nó khỏe chân, nó cứ chỉ quanh quanh đây thôi mà, nó cũng không đi xa đâu. Tìm cái lồng nhốt nó vào. Sợ chó, nhà mình có con chó mà nghịch lắm, chó nghịch một cái khủng. Tìm cái lồng nhốt nó vào cho mọi người xem, nhà mình có con chó này, con này thì chúa nghịch luôn, con này nghịch cái gì ấy? nghịch này, cho mọi người xem trình độ nó nghịch như nào này. Sợ rồi. Vì nó nghịch lắm, nghịch cứ nhai nhai chân mình, bực cả mình. Lúc này chim nó bay ở đây, mày nó không thấy nhé, nó mà thấy thì chắc nó quắp chết con chó này. Thế à, đây nó thấy cầm một quay là sợ đánh nó. À, xe ra cầm bếp. Mình thấy cái lồng đây rồi, lồng đây cho mình nhảy vào đây. Kiểu gì đây, lúc này bay lên cái lồng gà chọi kia không biết nó mổ hay không mà kêu trời kêu đất lên, hình như nó mổ sưng cả mắt lên sao này. Cái tội hay bay này. Ôi từ đây nhá, này dẫm lên cả người ta này. Rồi ở đấy, ở đây linh tinh, con này con em út, sợ này mọi người. Con này lúc nãy nó bay lên cái lồng chuồng gà trọi đấy, mình ở dưới vườn, nghe nó cứ kêu lạ lắm, chắc hình như là gà nó mổ nên nó kêu, nó sợ đấy bạn. Con này sợ, kiểu nó kêu sợ cho nên là mấy con này nó nghe thấy, nó sợ theo. Rồi ngủ đây, anh chế cái lồng cho chúng mày ở, lồng này nuôi tạm thôi, còn tí nó mà lớn lên thì mình làm cái lồng AV. Rồi. Kết thúc video ở đây nhé, chào mọi người nhé.